Cô chào các em. Chào mừng các em đến với buổi học hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ môn Ngữ văn 7. Các em thân mến, văn chương là một hoạt động tinh thần lý thú và bổ ích của con người. Các tác phẩm văn học được tạo nên bởi sự rung động của các nhà thơ, nhà văn. Vậy, văn chương có nguồn gốc từ đâu? Vai trò, nhiệm vụ công dụng của văn chương là gì? Tác giả Hoài Thanh đã lý giải điều này cho chúng ta qua văn bản Ý nghĩa văn chương. Về mục tiêu bài học ngày hôm nay, Đầu tiên là về mục tiêu về kiến thức. Chúng ta cần phải nắm được những nét cơ bản về tác giả Hoài Thanh. Tiếp theo đó là quan niệm của Hoài Thanh về nguồn gốc, nhiệm vụ, công dụng và giá trị của văn chương. Và thứ ba đó là cách xây dựng và nghệ thuật trình bày của bài văn. Thứ hai là mục tiêu về kỹ năng. Đầu tiên chúng ta cần phải có được kỹ năng đọc hiểu một văn bản nghị luận văn học. Thứ hai đó là biết cách xác định và phân tích luận điểm trong văn nghị luận. Và thứ ba đó là bước đầu học được cách xây dựng và trình bày luận điểm trong văn nghị luận. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu tác phẩm. Vậy thì để tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu thông qua 3 hoạt động. Hoạt động thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm. Hoạt động thứ hai, chúng ta sẽ tiến hành đi vào tìm hiểu tác phẩm. Và hoạt động thứ ba đó chính là tổng kết. Như đã giới thiệu ở trên, Bây giờ chúng ta sẽ bước vào hoạt động 1, tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm. Một lâm mã giới thiệu chung. Một nhỏ tác giả. Về tác giả Hoài Thanh, các em lưu ý đọc cho cô ở trong chú thích sau sách giáo khoa trang số 61. Bây giờ cô sẽ giới thiệu đến với các em một số nét cơ bản về tác giả Hoài Thanh như sau. Hoài Thanh, ông sinh năm 1909, mất năm 1982, quê ở tỉnh Nghệ An. Ông là một nhà phê bình văn học xuất sắc. Nói đến Hoài Thanh là nói đến một đôi mắt sắc sảo, một tâm hồn thấu cả mọi tâm hồn. Tác phẩm nổi tiếng của ông không phải là một bài thơ hay một truyện ngắn mà là một tập phê bình văn học mang tên Thi nhân Việt Nam. Có thể nói, Hoài Thanh là một cây đại thụ của nền phê bình văn học Việt Nam. Vì những cống hiến cho nghệ thuật, Hoài Thanh đã được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào phần 2 nhỏ, tìm hiểu chung về văn bản. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu chung về tác phẩm. Thứ nhất là về xuất xứ. Ý nghĩa văn chương được xuất bản năm 1936, in trong sách Văn chương và hành động. Có lần in lại đã đổi nhan đề thành ý nghĩa và công dụng của văn chương. Ý nghĩa văn chương là một văn bản nghị luận với kiểu bài nghị luận giải thích. Vì lẽ đó, về phương thức biểu đạt chính ở đây sẽ là nghị luận. Thứ ba là về bố cục. Kem lưu ý lấy bút đánh dấu bố cục vào trong sách giáo khoa cho cô. Đoạn trích ý nghĩa văn chương tuy đã được lược bỏ một số phần, tuy nhiên hệ thống luận điểm của bài văn vẫn rất rõ ràng và bố cục của văn bản sẽ là 3 phần. Phần 1 là phần đặt vấn đề. Phần này nêu lên luận điểm cơ sở. Phần 1 bắt đầu từ đầu cho tới muôn vật, muôn loài. Nội dung chính của phần 1 đó là nguồn gốc cốt yếu của văn chương. Phần 2 là phần giải quyết vấn đề. Phần này nêu lên luận điểm phát triển. Phần 2 sẽ bắt đầu từ tiếp theo cho tới không có gì là quá đáng. Nội dung chính của phần thứ hai đó chính là nhiệm vụ và công dụng của văn chương. Phần thứ ba kết thúc vấn đề chính là phần còn lại. Nội dung chính của phần thứ ba đó là khẳng định giá trị của văn chương. Trong văn bản ý nghĩa văn chương có một số từ khó mà các em cần phải lưu ý. Những từ này đều đã được chú thích ở trong sách giáo khoa, trang 61 và 62. Các em cần theo dõi kỹ. Câu lưu ý một số từ khó các em cần phải lưu ý kỹ. Thứ nhất là từ hoang đường. Thứ hai là hình dung Thứ ba là vị tha và thứ tư là văn chương. Các em lưu ý, từ văn chương, chú thích sách giáo khoa trang số 61. Văn chương nghĩa rộng bao gồm cả triết học, chính trị học, sử học, văn học, nghĩa hẹp là tác phẩm văn học, nghệ thuật ngôn từ, nghĩa hẹp nữa là tính nghệ thuật, vẻ đẹp của câu văn, lời văn. Trong văn bản này, thuật ngữ văn chương được dùng theo nghĩa hẹp. Như vậy thì các em cần phải lưu ý rằng trong bài học ngày hôm nay Chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu văn chương theo nghĩa hẹp, tức là văn chương là tác phẩm văn học, nghệ thuật ngôn từ. Và bây giờ để tìm hiểu sâu hơn về tác phẩm, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần Hai La Mã. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào hoạt động số 2 đó là đọc và tìm hiểu tác phẩm Hai La Mã tìm hiểu tác phẩm. Ngay từ nhỏ chúng ta được nghe bà kể chuyện cổ tích, nghe mẹ hát ru bằng những điệu dân ca ngọt ngào, lớn lên chúng ta được học những bài thơ, những truyện ngắn, được đọc những cuốn tiểu thuyết cổ tích, ca dao, những bài thơ hay những tác phẩm truyện ấy chính là những áng văn chương. Nhưng chúng ta có bao giờ tự hỏi rằng văn chương có nguồn gốc từ đâu? Và tác giả Hoài Thanh đã lý giải giúp chúng ta điều này qua phần 1 của tác phẩm. Một nhỏ, nguồn gốc cốt yếu của văn chương. Các em nhìn vào phần 1 của văn bản trong sách giáo khoa. Ý nghĩa văn chương Người ta kể chuyện đời xưa, một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên chân mình. Thi sĩ thương hại quá, khóc nức lên, quả tim cùng hòa một nhịp với sự run rẩy của con chim sắp chết. Tiếng khóc ấy, dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca. Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải không có ý nghĩa. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài. Như vậy, trong đoạn văn đầu, tác giả đã giới thiệu luận điểm cơ sở của tác phẩm, đó là nguồn gốc của văn chương. Tác giả mở đầu bài văn bằng việc mượn câu chuyện đời xưa của một nhà thi sĩ Ấn Độ thương cảm đau xót trước hình ảnh một chú chim nhỏ sắp chết để nói về nguồn gốc cốt yếu của văn chương đó là lòng yêu thương. Các em cần hiểu cốt yếu ở đây là cái chính, cái quan trọng nhất nhưng chưa phải là tất cả. Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương đó là lòng thương người và rộng ra là thương cả muôn vật, muôn loài. Cách nêu vấn đề của Hoài Thanh rất tự nhiên, hấp dẫn, cuốn hút và xúc động. Vì sao cô lại nói được như thế? Bởi vì ngay từ đoạn văn đầu tiên, không chỉ lôi cuốn chúng ta mà còn rất thuyết phục bởi cách lập luận của tác giả. Ta sẽ thấy đầu tiên tác giả đưa ra dẫn chứng, con chim sắp chết, thi sĩ thương hại khóc nước lên. Tiếp theo là một lý lẽ, tiếng khóc ấy, dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca. Tiếp nữa vẫn là một lý lẽ. Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải không có ý nghĩa để cuối cùng dẫn đến luận điểm cơ sở. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra là thương cả muôn vật, muôn loài. Như vậy trong đoạn văn này, tác giả đã lập đoạn theo lối quy nạp để đi từ những cái dẫn chứng, lý lẽ để dẫn tới luận điểm cơ sở. Vậy thì từ cách vào bài đến những dẫn chứng, lý lẽ thuyết phục ấy, ta càng hiểu hơn rằng văn chương khởi nguồn từ tình cảm giữa người với người, với muôn thú, với cỏ cây. Khi chúng ta biết hạnh phúc trước những niềm vui của mọi người, hoặc đau xót trước sự mất mát, bất hạnh của vạn vật, thì khi đó văn chương ra đời đóng vai trò truyền tải những tình cảm ấy thành những câu văn, lời thơ. Điều này được chứng minh rất rõ trong những bài thơ hay những bài ca dao thể hiện được tình cảm của người viết. Chẳng hạn như câu ca dao: "Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều" hay là "Châu ơi ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng châu cày với ta". Ngoài nguồn gốc cốt yếu ở trên, văn chương còn có thể bắt nguồn từ lao động, từ thực tế đấu tranh bảo vệ Tổ quốc hay từ nhu cầu giải thoát về mặt tinh thần của con người trong cuộc sống. Nhưng trong bài văn này, tác giả chỉ đưa ra nguồn gốc cốt yếu, tức là nguồn gốc chính, nguồn gốc quan trọng nhất của văn chương chứ không đề cập một cách toàn diện tất cả các nguồn gốc. Vậy thì ở phần 1 này, tác giả đã xác định nguồn gốc cốt yếu của văn chương đó chính là lòng thương người và động ra là thương cả muôn vật, muôn loài. Ở những phần sau, tác giả đi tiếp vào phần nhiệm vụ và công dụng của văn chương, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các đoạn tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần 2 nhỏ tìm hiểu về nhiệm vụ và công dụng của văn chương. Đầu tiên là phần A nhỏ, nhiệm vụ của văn chương. Các em theo dõi vào phần số 2 của văn bản trong sách giáo khoa, lưu ý cho cô hai câu văn đầu tiên của phần số 2. Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng, chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống. Trong đoạn văn này, chúng ta phải hiểu nghĩa của những từ và cụm từ sau đây. Các em lấy bút, thuốc, gạch chân, các từ và cụm từ đó trong sách giáo khoa cho cô. Thứ nhất đó là hình dung. Thứ hai là muôn hình vạn trạng. Thứ ba là cụm từ sáng tạo ra sự sống. Cô sẽ giải thích nghĩa. Hình dung ở đây không được hiểu là tưởng tượng mà được dùng như là danh từ, có nghĩa là hình ảnh, bóng hình, tức là văn chương phản ánh sự sống. Muôn hình vạn trạng tức là muôn hình, muôn vẻ, rất đa dạng. Sáng tạo ra sự sống, tức là tạo ra một cuộc sống mới tốt đẹp hơn khác hẳn với cuộc sống hiện tại. Như vậy chúng ta có thể rút ra được hai nhiệm vụ cơ bản của văn chương. Thứ nhất, văn chương phản ánh sự sống và thứ hai, văn chương sáng tạo ra sự sống. Văn chương phản ánh sự sống và sáng tạo ra sự sống nghĩa là tất cả những hình ảnh, những âm thanh của sự sống đều được đưa vào văn chương một cách chân thực. Ngoài ra qua những áng văn chương bằng trí tưởng tượng bay bổng, bằng khát vọng tốt lành, nhà văn dựng nên những bức tranh về thiên nhiên, những bức tranh về đời sống, vượt lên trên thực tế, đẹp hơn cuộc đời thực tại. Cô sẽ lấy dẫn chứng. Văn chương là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Tức là văn chương sẽ có nhiệm vụ là phản ánh cuộc sống phong phú, đa dạng. Ta có thể thấy, Văn Chương phản ánh công cuộc dựng nước và giữ nước, như tác phẩm Nam Quốc Sơn Hà được coi như là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta hay phò giá về kinh là khúc khải hoàn ca chiến thắng. Văn chương còn phản ánh tình yêu quê hương, đất nước. Bà huyện Thanh Quan từng đứng trước cảnh trời, mây, non, nước, bởi nỗi, nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái ra da, da mà viết nên bài thơ qua đèo ngang nổi tiếng. Hay Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng viết nên bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, trong đó bác khẳng định dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta, không chỉ thế, Văn Chương còn phản ánh tình cảm gia đình. "Hẳn các em vẫn còn nhớ những câu ca dao dân ca về tình cảm gia đình, công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, hay anh em nào phải người xa cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân." Không những thế, Văn Chương còn phản ánh số phận con người. Ta có thể thấy số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến được thể hiện rất rõ qua những bài ca dao than thân hay bài thơ bánh trôi nước thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn. Tuy văn chương phản ánh cuộc sống phong phú, đa dạng nhưng văn chương không phản ánh y nguyên thực tế cuộc sống. Mỗi tác phẩm văn chương đều là những đứa con tinh thần, là sáng tạo riêng của từng tác giả. Không chỉ hình dung sự sống, nhà văn Hoài Thanh còn khẳng định, nhiệm vụ của văn chương là sáng tạo ra sự sống. Cách hiểu cơ bản nhất, các em có thể hiểu được rằng, nhà văn có thể sáng tạo ra những thế giới khác cuộc sống hiện tại, ở đó là thế giới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn trong tương lai theo trí tưởng tượng của mình. Ta có thể thấy điều đó rất rõ qua những chuyện cổ tích với thế giới của những công chúa, hoàng tử. Trong chuyện cổ tích, nhân dân ta đã phản ánh ước mơ của mình về một hiện thực tốt đẹp, trong đó cái thiện sẽ chiến thắng cái ác, người tốt sẽ được hưởng hạnh phúc và kẻ ác sẽ bị trừng trị. Vậy, với hai nhiệm vụ cơ bản của mình, Văn chương đã mang đến cho người đọc những cảm nhận mới mẻ về cuộc sống. Không chỉ nói về nhiệm vụ của văn chương, ở luận điểm thứ ba, tác giả bàn về công dụng của văn chương. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần B nhỏ công dụng của văn chương. Các em cùng theo dõi vào đoạn văn tiếp theo của phần 2 của văn bản. Vậy thì, hoặc hình dung sự sống, hoặc sáng tạo ra sự sống, nguồn gốc của văn chương đều là tình cảm, là lòng vị tha. Và vì thế, Công dụng của văn chương cũng là giúp cho tình cảm và gọi lòng vị tha. Một người hàng ngày chỉ cặm cụi lo lắng vì mình, thế mà khi xem chuyện hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở đâu đâu, vì những chuyện ở đâu đâu, há chẳng phải là chứng cớ cho cái mãnh lực lạ lùng của văn chương hay sao? Đoạn văn này có 3 câu văn và có sự lập luận đặc sắc và rất chặt chẽ. Câu văn thứ nhất, tác giả nêu luận điểm 3, đồng thời liên kết với luận điểm 2 ở phía trên. Câu văn thứ hai dựa vào lý lẽ để giải thích công dụng của văn chương chính là giúp cho tình cảm và gọi lòng vị tha nghĩa là văn chương giúp hoàn thiện con người bồi dưỡng nhân cách và giúp con người sống vị tha hơn câu văn thứ ba đưa dẫn chứng dẫn chứng được đưa ra vô cùng sắc đáng đúng với thực tế con người nhờ các tác phẩm văn chương con người có sự đồng cảm sẻ chia với những số phận khác đoạn văn tiếp theo tác giả viết văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có luyện những tình cảm ta sẵn có cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần. Đây là một câu văn bình luận có hai vế và hai vế bổ sung ý nghĩa cho nhau. Các em có thể thấy tác giả đề cập đến hai công dụng của văn chương trong đoạn văn này. Thứ nhất, đó là gây cho ta những tình cảm ta không có. Thứ hai, đó là luyện những tình cảm ta sẵn có. Vậy thì gây cho ta những tình cảm ta không có nghĩa là gì? đó là nảy sinh những tình cảm thẩm mỹ cao thượng mà trước khi thưởng thức văn chương ta không có. Ví dụ khi đọc bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương, đọc những câu ca dao bắt đầu bằng mô típ thân em, ta mới biết thương biết bao số phận của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Họ không có quyền quyết định số phận của mình, họ còn bị coi thường, rẻ rúng. Không chỉ cảm thương mà người đọc còn lên án xã hội phong kiến lúc bấy giờ đã kìm kẹp, tước đi quyền của họ. Hay văn chương còn đưa ta đến những vùng đất mới lạ, để rồi khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Đọc bài Việt Nam quê hương ta, sao ta thấy yêu quá từng cảnh vật, từng vùng đất thinh thiêng của tổ quốc. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, cánh cò bé lạ đập rờn, mây mờ che đỉnh trường sơn sớm chiều. Như vậy, những tình cảm thiêng liêng cao cả này chính là tình yêu đất nước, tình yêu quê hương, tình yêu con người không chỉ gây cho ta những tình cảm ta không có, văn chương còn luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có. Đó chính là bồi dưỡng thêm, làm phong phú, sâu sắc hơn những tình cảm mộc mạc, đơn sơ mà ta sẵn có. Chẳng hạn như tình cảm của cha mẹ đối với con cái, tình yêu thương đoàn kết gắn bó giữa anh chị em. Bài ca dao công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, đâu phải chỉ nói về công lao ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Mà còn qua đó, gửi gắm đến những người con, lời khuyên hãy biết yêu thương cha mẹ, hiếu thảo đền áp công ơn ấy. Như vậy, chúng ta có thể kết luận được rằng văn chương làm giàu tình cảm của con người. Các em ạ, à, đọc các tác phẩm văn chương ta như được sống thêm một cuộc đời. Chính vì vậy, cuộc đời phù phiếm và chật hẹp nhờ văn chương mà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần. Mỗi tác phẩm văn chương như một nấc thang để ta tiến dần đến những điều tốt đẹp, ý nghĩa trong cuộc sống. Chính vì vậy, văn chương đã hướng con người dần đến cái chân, thiện, mỹ. Như vậy, Văn chương gây cho ta những tình cảm tác không có, luyện cho ta những tình cảm tác sẵn có. Văn chương tác động đến thế giới tình cảm của người đọc một cách tự nhiên, làm tâm hồn con người thêm giàu có, phong phú, giúp con người sống đẹp hơn, cao thượng hơn. Trong đoạn văn tiếp theo, tác giả có viết: Có kẻ nói, từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp. Từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay lời ấy tưởng không có gì là quá đáng. Nhận xét này sắc đáng và có sức thuyết phục. Các em thân mến, thiên nhiên vạn vật chỉ đẹp khi chúng được đặt trong mối quan hệ với con người. Ta bắt gặp tiếng suối trong thơ Nguyễn Trãi. Côn sơn suối chảy rì rầm, ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai, hay hình ảnh ánh trăng trong ca dao. Hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Văn chương đã làm đẹp hơn những hình ảnh thiên nhiên, nhưng hình ảnh tự nhiên ấy trở nên lung linh hơn, có hồn hơn. Như vậy, Văn chương giúp con người cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh. Nghệ thuật của phần 2 trong văn bản này, chúng ta có thể thấy được rằng nghệ thuật lập luận của tác giả rất đặc sắc. Thứ nhất, luận điểm rất sáng rõ. Thứ hai, dẫn chứng đưa ra vô cùng thuyết phục và thứ ba, lời văn rất cảm xúc và giàu hình ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 3 nhỏ, giá trị của văn chương. Các em nhìn vào sách giáo khoa, phần 3 của văn bản nếu trong pho lịch sử loài người xóa các thi nhân, văn nhân vào đồng thời trong tâm linh loài người xóa hết những dấu vết họ còn lưu lại thì cái cảnh tượng nghèo nàn sẽ đến bực nào. Về nghệ thuật, trong câu văn này tác giả dùng cặp quan hệ từ nếu thì đó là cách lập luận theo lối giả định nếu thì để nhằm mục đích thứ nhất khẳng định vai trò của văn nghệ sĩ thứ hai nhấn mạnh ý nghĩa kỳ diệu của văn chương và thứ ba nhằm nhắc nhở độc giả trân trọng văn nghệ sĩ và các tác phẩm văn học nếu không có những thi nhân, văn nhân và những tác phẩm văn học thì đời sống tinh thần của nhân loại nếu thiếu văn chương thì sẽ rất nghèo nàn. Những thi nhân, văn nhân và những tác phẩm văn học đã góp phần làm cho cuộc sống mới mẻ và đẹp hơn. Từ đó khiến cho tâm hồn mỗi người thêm yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, khơi gợi những tình cảm, những hành động và suy nghĩ tốt đẹp cho chúng ta. Như vậy, cô và các em vừa tìm hiểu xong tác phẩm ý nghĩa văn chương. Sau đây chúng ta sẽ đi vào hoạt động thứ ba tổng kết. Ta là mã tổng kết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đặc sắc về nghệ thuật và giá trị về nội dung và ý nghĩa của tác phẩm. Một nhỏ về nghệ thuật, đây là một bài văn có lập đoạn chặt chẽ, lý lẽ sắc sảo, dẫn chứng vô cùng thuyết phục, lời văn rất giàu cảm xúc. Thứ hai về nội dung, các em cần phải nắm được những nội dung cơ bản sau. Thứ nhất, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng yêu thương. Thứ hai, văn chương có hai nhiệm vụ chính, đó là phản ánh sự sống và sáng tạo sự sống. Thứ ba, văn chương có hai công dụng chính, đó là gây cho ta những tình cảm ta không có và luyện những tình cảm ta sẵn có. Về nhà, các em chú ý xem lại bài học, học bài thật kỹ và chuẩn bị tốt cho những bài học tiếp theo. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em học sinh đã chú ý lắng nghe.